1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 6, 7, 8, 9 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Hello tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em lên một cái cấu hình cho anh em cùng tham khảo với cái cấu hình trị giá là 31.500.000 anh em nhé. Và anh em đợi chút để em lên một chút nhạc cho anh em cùng nghe xem cái chất âm của nó như nào nhé. Tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký. Đăng ký kênh và ấn chuông. Chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả. Với cái cấu hình ngày hôm nay trị giá 31 triệu thì anh em có thể thấy là cái chất âm vừa rồi anh em nghe tiếng mic ấy, và bây giờ là tiếng nhạc anh em nhé. Khá là chất anh em nhé. Với cái bộ cấu hình này là hát rất là nhẹ luôn. Đó, rất là nhẹ. Với cấu hình này thì vẫn sử dụng cặp loa JBL4012 anh em nhé. Cặp loa bass 30 sử dụng chép neo. Cái tiếng chép của nó rất là nảy anh em nhé. Đó. Tiếng chép cực kỳ nảy luôn anh em nhá. Anh em có thể thấy là vuông thành sắc cạnh rất là đẹp. Cặp loa này hiện tại đang là 8.500.000 đồng. Tiếng chép cực kỳ nảy luôn anh em nhá. Tiếng bass rất là êm. Và ở đây thì em có sử dụng luôn một chiếc súp KT18S anh em nhá. Bass 50. Đấy thì bộ cấu hình này anh em chơi tốt trong những phòng tầm 35 đến 40 mét anh em nhá. 35 40 chơi ngon lành luôn. Đó. Anh em có thể đeo tai nghe anh em sẽ cảm nhận được cái chất âm của nó. Đó. Yeah, khá là sắc sảo, sắc nét. Tiếng bass thì khá là sâu, đậm. Thì với cái cấu hình này thì cặp loa 8.500.000 và một con súp hơi 50 6.500.000. Anh em có thể nghe chất đừng hỏi luôn anh em nhé. Với cặp loa này nó cho ra chất âm khá là hay. Với giá chỉ có 8.500.000 thôi anh em nhé. Giá chỉ có 8.500.000 thôi. Cục đẩy ở đây em sử dụng cục 9014 nhá, XS. Cái cục này giá hiện tại của nó đang là 8.300.000 anh em nhé. 8.300.000 với 904. Con này thì anh em chơi cho mỗi một kênh đánh một cuộc cặp 30 ngôn luôn. Đó, và hai kênh này anh em có thể chập vào đánh quả súp 50. Thì ở đây phòng em nhỏ em để một kênh thôi anh em nhé. Để một kênh đánh quả súp này thôi. Đó, nó cũng đã rất là vừa rồi. Rất là mượt luôn anh em nhé. Đánh con đẩy 904 này thì tiếng khá là chắc, gọn. Và giá của nó chỉ có 8.300.000 thôi anh em nhé. Đó. Tiếp theo là có con quản lý nguồn P9 này. Con này có lọc nguồn, automat, giá 1.600.000. Một trong những cái quản lý nguồn bình dân anh em nhé. Rất là bình dân. Và ở đây thì đi đồng bộ thì sử dụng vang LX8 và mic U85. U805 thì nó rất hợp với con vang LX8 luôn anh em nhé. Bộ mic này khá là ok anh em nhé. Trong cái tầm giá 3.300.000, tầm 3-4 triệu chắc chắn anh em sử dụng cặp mic này thì không chê luôn. Mic này thì chất luôn anh em nhé. Đó, cực kỳ đẹp. Và chất mic của nó khá là hay, dày tiếng. Và với cái combo này thì anh em có thể chơi tốt, kể cả nghe nhạc hát karaoke trong vòng 35 đến 40 mét đều ngon lành. Thì như anh em đã thấy thì với cái bộ combo này thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em là lắp đặt và setup miễn phí trong vòng 20 km. Còn ngoài 20 km thì bên em tính phí anh em nhé. Tính phí vận chuyển thôi, còn đâu miễn phí lắp đặt cho anh em. Còn đâu với cấu hình này bên em sẽ setup đầy đủ cho anh em là 6 chế độ. Với con vang thì em sẽ setup 6 chế độ, 2 chế độ nghe nhạc và 4 chế độ hát karaoke đầy đủ như Eco, Revert và Eco và Revert. Đầy đủ các chế độ cho anh em. Anh em về anh em chỉ việc dùng thôi. Đấy. Còn anh em ở xa thì bên em sẽ gửi bưu điện cho anh em. Đấy, thì với combo này là một trong những cái combo mà giá thành nó ok này.
Cái thứ hai là cái chất lượng âm thanh nó đưa ra cực kỳ tốt. Và cái thứ ba nữa là cái combo này là một trong những cái combo nó vừa tiền và cái tinh chỉnh nó rất là dễ. Đấy. Thì đầu tiên mình sử dụng cái con vang LX8 này là một trong những cái con vang nó các cổng kết nối nó đã nhiều rồi, đầy đủ USB Bluetooth. Đó. Dì vật echo riêng biệt, hai mic riêng biệt anh em nhé. Anh em có thể tham khảo với cái cấu hình này. Thì mọi thông tin chi tiết mua hàng anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com thì em giao hàng toàn quốc cho anh em. Đấy, thì anh em có thể đeo tai nghe một lần nữa để anh em nghe cái chất âm của bộ này. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã xem video anh em nhá. Chào tất cả anh em ạ, hẹn anh em ở clip lần sau. Anh không còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau, anh không còn nhớ trong chiến trường dân do sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Cùng em đi hết quãng đường đời, tình yêu trong anh vẫn luôn ấm lòng, nhưng không có nghĩa không sống lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy thương nhận tôi. Cảm ơn cả núi dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời. Anh yêu em. Vượt qua mọi gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả.